Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tiềm năng Việt Nam trên kênh truyền hình VTC10 Nét Việt. Thưa quý vị, huyện Phổ Yên nằm ở cửa ngõ phía nam tỉnh Thái Nguyên, cách thủ đô Hà Nội 55 km, là cầu nối quan trọng trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Trong những năm qua, nhờ có được những chính sách đột phá trong thu hút đầu tư đã tạo ra bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội cho Phổ Yên. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để huyện trở thành một thị xã công nghiệp vào năm 2015. Chương trình Tiềm năng Việt Nam hôm nay sẽ dành toàn bộ thời lượng để phản ánh những thành tựu của huyện Phổ Yên trong thu hút đầu tư. Mời quý vị và các bạn đón xem. Đây là một trong các khu trồng chè của công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Tài đang hoạt động trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đầu năm 2008, doanh nghiệp này bắt đầu đi vào hoạt động với hai loại sản phẩm chính là ô long trà và hồng trà. Thế nhưng chỉ sau một năm, hai dòng sản phẩm này đã được xuất khẩu sang Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Năm 2009, vùng nguyên liệu của doanh nghiệp mới có khoảng trên 100 ha, đến nay đã ổn định với diện tích 500 ha tại xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên, qua đó tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 50 lao động và hàng trăm lao động thời vụ. Công ty chúng tôi cũng đã xây dựng hoàn thiện một cái xưởng chế biến với quy mô là 1.000 mét vuông và một cái sân phơi để làm héo chè trước khi chế biến ấy, khoảng trên 700 mét vuông. Thế còn trước đó thì công ty phải hoạt động tạm ở một cái xưởng quy mô nó nhỏ, chỉ có khoảng 500-600 mét vuông thôi. Thế đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã chuyển máy móc thiết bị lên một cái xưởng mới hoàn thiện đó để hoạt động. Và cũng được cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của các sở ban ngành, đặc biệt như Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã định hướng giúp công ty trong các cái đào tạo các cái lớp tập huấn này, đào tạo cho công nhân viên và định hướng cái quy trình để làm thế sản xuất như thế nào gọi là sản xuất trà an toàn để công ty đi theo một cái hướng chuẩn ngay từ ban đầu. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Phổ Yên đã thu hút được trên 80 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là trên 165.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 30.000 lao động địa phương và các vùng lân cận. Có được kết quả này, trước hết là nhờ huyện đã biết khai thác lợi thế về vị trí địa lý. Phổ Yên là huyện nằm ở phía nam tỉnh Thái Nguyên, là địa bàn có quốc lộ 3, đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên và đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên chạy qua, mang lại nhiều thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế xã hội. Phổ Yên còn là huyện có cơ cấu dân số trẻ với khoảng 140.000 người, phần lớn đang thuộc độ tuổi lao động, là lực lượng dồi dào cho quá trình phát triển kinh tế. Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện xấp xỉ 258,9 km vuông, trong đó có gần 20.000 ha đất nông lâm nghiệp, thổ nhưỡng phù hợp với sự phát triển của một số cây công nghiệp, cây hoa màu như chè, ngô, sắn và rau xanh, chiếm 20% sản lượng rau toàn tỉnh. Sự đa dạng về các sản phẩm nông nghiệp đã giúp cho ngành công nghiệp chế biến phát triển. Từ năm 2010 trở lại đây, diện mạo ngành công nghiệp huyện Phổ Yên có bước đột phá mạnh mẽ, có tác động tích cực đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. Tính theo giá trị giữa năm 2000 với 2013, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng gấp 2,5 lần, đạt 315 tỷ đồng. Tỷ trọng nông lâm nghiệp chiếm 65%, giảm xuống còn 9%. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 21%, tăng lên 74%, dịch vụ 14%, tăng lên 17%. Thu ngân sách năm 2013 đạt 180 tỷ đồng, tăng gấp 9 lần so với năm 2000. Để đạt được kết quả như trên, Phổ Yên đã vận dụng hiệu quả những chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Thái Nguyên với điều kiện thực tế của huyện, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đến khảo sát, tìm địa điểm đầu tư các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, tập trung cao công tác đền bù, giải phóng mặt bằng theo cam kết với các nhà đầu tư. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, thì Phổ Yên đã xúc tiến triển khai hai nhiệm vụ quan trọng.
đó là xây dựng Phổ Yên trở thành thị xã và xây dựng nông thôn mới. Thì Phổ Yên đã xúc tiến nhanh vấn đề quy hoạch các khu cụm công nghiệp trên địa bàn và tạo môi trường thuận lợi, trải thảm đỏ, thu hút các nhà đầu tư trong nguồn nước đến đầu tư trên địa bàn huyện Phổ Yên, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt nhất là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là Phổ Yên coi trọng và quan tâm giải phóng, thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng theo đúng chính sách hiện hành của tỉnh Thái Nguyên, tạo ra một môi trường đầu tư hết sức thuận lợi cho các nhà đầu tư đến với Phổ Yên để đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, các khu dân cư đô thị, hạ tầng đô thị và đẩy mạnh ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, huyện Phổ Yên trở thành điểm dừng chân của nhiều dự án lớn, trong đó đặc biệt là các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài như dự án nhà máy gạch Man Pride, dự án xây dựng cụm công nghiệp và khu dân cư Đa Phúc, dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, văn phòng của công ty Samcovina. Đặc biệt, năm 2013, huyện Phổ Yên đã tiếp nhận dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ trước đến nay, đó là dự án xây dựng nhà máy điện tử Samsung tại khu công nghiệp Yên Bình với tổng mức vốn đầu tư giai đoạn 1 gần 3,5 tỷ đô la Mỹ. Dự án này một lần nữa khẳng định sức hút và chính sách đầu tư đúng đắn của huyện Phổ Yên và tỉnh Thái Nguyên. Sau một năm triển khai xây dựng, đến tháng 3 năm 2014, nhà máy đã hoàn thành và đi vào hoạt động với công suất 8 triệu sản phẩm mỗi tháng. Dự kiến trong năm 2014, tổng doanh số sẽ đạt 8 tỷ đô la Mỹ, tạo việc làm cho gần 15.000 lao động. Dự kiến sau khi đi vào hoạt động đồng bộ, dự án sẽ tạo việc làm cho trên 30.000 lao động địa phương và các vùng lân cận. Tổng kết 6 tháng đầu năm 2014, nhà máy Samsung đi vào hoạt động đã góp phần làm cho giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện Phổ Yên tăng gấp 30 lần so với năm 2013 và tác động mạnh đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Hiện nay thì đối với cái này tỉnh Thái Nguyên thì chúng tôi tập trung vào phát triển công nghiệp công nghệ cao. Thì đến nay với cái thu hút đầu tư ấy, thì đến tháng 5 2014 thì đối với tỉnh Thái Nguyên thì đã thu hút được cái tổ hợp công nghệ cao Samsung với 3 nhà máy thì với cái vốn đầu tư khoảng trên 3,5 tỷ USD và các cái vào cái khu công nghiệp Yên Bình. Thế và hiện nay thì cũng đã có cái nhà đầu tư để xin xây dựng cái nhà xưởng cao tầng và sẽ thu hút khoảng 100 cái doanh nghiệp về cái lĩnh vực công nghiệp điện tử vào trong cái khu vực này. Thế ngoài ra thì hiện nay đã có khoảng trên 50 nhà đầu tư phụ trợ cho Samsung, các cái sản xuất các cái linh kiện cho Samsung thì đã vào cái khu công nghiệp Điểm Thụy và khu công nghiệp Sông Công 1. Thế và hiện nay chúng tôi đã có những cái nhà đầu tư Hàn Quốc đã đăng ký làm cái hạ tầng khu công nghiệp tại khu công nghiệp Sông Công 2. Thế và đối với tỉnh Thái Nguyên thì hiện nay chúng tôi cũng đang tiếp tục thu hút cái đầu tư về các cái lĩnh vực như là công nghiệp phần mềm, công nghiệp thông tin điện tử. Cùng với việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong thời gian qua huyện Phổ Yên đã có nhiều nỗ lực để phát triển huyện trở thành một thị xã trực thuộc tỉnh Thái Nguyên, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng hạ tầng, đền bù giải phóng mặt bằng. Đầu năm 2013, huyện được Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư cho 327 tỷ đồng, khởi công dự án đường nối liền từ quốc lộ 3 mới đến khu công nghiệp Yên Bình 1, nhằm kết nối, tạo điều kiện thuận lợi về giao thông cho việc vận chuyển hàng hóa của tổ hợp công nghệ cao Samsung và các nhà máy phụ trợ, tăng cường khả năng thu hút đầu tư cho khu vực. Tháng 6 năm 2013, tỉnh Thái Nguyên lại tiếp tục đầu tư 306 tỷ đồng triển khai xây dựng tuyến đường nối khu công nghiệp Yên Bình với khu công nghiệp Điểm Thụy, tạo thành tuyến giao thông thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa giữa các khu công nghiệp. Thông qua các dự án đầu tư hệ thống giao thông của tỉnh, Phổ Yên đã thu hút được thêm nhiều nhà đầu tư hạ tầng như công ty Samcovina, công ty đầu tư phát triển Yên Bình, giúp huyện hoàn thành hệ thống hạ tầng đô thị. Hết hàng kia nó về.
từ năm 2011 đến nay, tốc độ phát triển kinh tế xã hội huyện Phổ Yên tương đối ổn định, đạt bình quân 20% trên năm, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong khu vực nội thị đạt trên 70%, tỷ lệ lao động qua đào tạo trong khu vực nội thị đạt trên 60%. Thời điểm hiện tại, huyện đã đáp ứng đầy đủ 9 tiêu chí để trở thành thị xã. Về xây dựng hạ tầng đô thị, thì với các chính sách cởi mở thu hút đầu tư, với những cái sự quyết tâm cao trong các đền bù giải phóng mặt bằng, thì Phổ Yên cũng đã thu hút được nhiều dự án và đầu tư phát triển hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội nói chung, hạ tầng đô thị nói riêng. Đó là gì? Đó là hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp Yên Bình 1, hạ tầng ở nội thị Phổ Yên, rồi thì xây dựng đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, rồi mở rộng nâng cấp đường quốc lộ 3 Hà Nội Thái Nguyên, và các cái tuyến đường nội thị cũng như là các khu dân cư đô thị đã tạo ra một diện mạo mới về không gian đô thị cũng như là hạ tầng đô thị của Phổ Yên, và Phổ Yên đã đạt được cái tiêu chí về hạ tầng đô thị của một thị xã. Trước năm 2000, Phổ Yên vốn là một huyện thuần nông của tỉnh Thái Nguyên, tỷ trọng nông lâm nghiệp chiếm 64% tổng sản phẩm xã hội của toàn huyện. Trong quá trình phát triển công nghiệp, Phổ Yên xác định sản xuất nông nghiệp là nền tảng quan trọng để tiến tới mục tiêu trở thành đô thị. Trong quá trình triển khai xây dựng thị xã, công tác đầu tư cho sản xuất nông nghiệp vẫn được coi trọng, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện đã xây dựng được xã Tân Hương trở thành xã điểm, đạt đủ 19 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2015, tiếp tục công nhận thêm hai xã là Đồng Tiến và Nam Tiến. Diện tích đất nông nghiệp còn lại sẽ được phát triển theo hướng thâm canh, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích, đảm bảo ổn định đời sống của người dân. Riêng về nguồn đất để thực hiện quy hoạch cho phát triển công nghiệp thì huyện hàng năm là tổ chức thực hiện tốt cái quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2010-2015 và thậm chí tầm nhìn 2020, trong đó gắn liền với quy hoạch sử dụng đất. Thứ nhất là đối với các cái diện tích đất lúa thì chúng tôi thực hiện là quy hoạch và quản lý thật tốt các diện tích đất lúa với cái số diện tích là 5.600 ha, đảm bảo ổn định, đảm bảo an toàn lương thực cho người dân. Ngoài ra thì đối với các diện tích như là diện tích sản xuất các cây màu, diện tích trồng chè thì chúng tôi cũng tiến hành quy hoạch và tổ chức phân vùng sản xuất thâm canh để làm sao tạo ra các vùng sản phẩm hóa như là sản xuất các vùng sản xuất về sản phẩm chè, các vùng sản xuất về sản phẩm về các cây màu, rồi sản xuất về rau xanh phục vụ phát triển công nghiệp trên địa bàn cũng như là cái đáp ứng nhu cầu của thị trường. Phổ Yên đã không còn là huyện thuần nông, đã mang dáng dấp của một huyện công nghiệp. Năm 2005, tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng trong cơ cấu GDP của huyện mới chiếm 37,8%, thì nay đã tăng lên 65%, nông lâm thủy sản chỉ còn 13,5%. Tỷ trọng phát triển ngành công nghiệp của huyện rất khả quan khi trên địa bàn được quy hoạch các khu công nghiệp lớn như Nam Phổ Yên, Tây Phổ Yên, Điểm Thụy cùng với tổ hợp công nghiệp Yên Bình và 6 cụm công nghiệp đã và đang được triển khai. Phổ Yên đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong quá trình phát triển công nghiệp gắn với xây dựng đô thị. Với mục tiêu phấn đấu đưa Phổ Yên sớm trở thành huyện công nghiệp vào năm 2015 và gắn thu hút đầu tư với phát triển đô thị trong giai đoạn 2014-2020, huyện Phổ Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng gắn với các dự án công nghệ cao và sinh thái. Sau đây là thông tin chi tiết về các dự án này. Dự án xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao Agropark, mục tiêu phát triển khu sản xuất nông nghiệp hiện đại, đồng bộ, cơ sở hạ tầng, có đường giao thông, hệ thống điện nước hoàn chỉnh, quy mô dự án 850 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 2.500 tỷ đồng, hình thức đầu tư liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài, địa điểm khu công nghiệp Yên Bình, huyện Phổ Yên và Phú Bình.
dự án xây dựng khu công nghệ xanh Green Tech Park, mục tiêu phát triển công nghệ thông tin, truyền thông và giáo dục, cơ sở hạ tầng, có đường giao thông, hệ thống điện, nước hoàn chỉnh, quy mô dự án 1.035 ha, tổng số vốn đầu tư dự kiến 1.600 tỷ đồng, hình thức đầu tư liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài, địa điểm khu công nghiệp Yên Bình, huyện Phổ Yên và Phú Bình. Dự án sản xuất bao bì nhựa, sơn cao cấp, chất độn công nghiệp. Mục tiêu sản xuất ra các sản phẩm cao cấp phục vụ cho sản xuất công nghiệp. Cơ sở hạ tầng đang được quy hoạch hoàn thiện. Quy mô dự án 12,5 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến là 300 tỷ đồng. Hình thức đầu tư vốn doanh nghiệp, địa điểm khu cụm công nghiệp huyện Phổ Yên. Dự án sản xuất tấm lợp sinh thái và tấm lợp bền kiềm. Mục tiêu sản xuất ra các loại tấm lợp phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Cơ sở hạ tầng đã lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp và đã có chủ đầu tư cơ sở hạ tầng. Quy mô dự án 75 ha, tổng số vốn đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng. Hình thức đầu tư vốn doanh nghiệp, địa điểm đầu tư khu công nghiệp huyện Phổ Yên. Dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất linh kiện điện tử, mục tiêu sản xuất và lắp ráp các thiết bị kỹ thuật số, xây dựng công viên phần mềm chất lượng cao đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Cơ sở hạ tầng đã được quy hoạch hoàn thiện, quy mô dự án 12,5 ha, tổng số vốn đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng, hình thức đầu tư vốn doanh nghiệp, địa điểm khu cụm công nghiệp huyện Phổ Yên. Tiếp nối thành công trong năm 2014, Phổ Yên tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, từ chính sách thu hút đến cải cách thủ tục hành chính. Và kết quả, ngày càng có nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến địa phương tìm kiếm cơ hội đầu tư. Điều này đang góp phần đáng kể vào quá trình giải quyết việc làm cho lao động, tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nguồn ngân sách đóng góp cho huyện Phổ Yên. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện về Phổ Yên. Công ty cổ phần Primer Phổ Yên được thành lập năm 2007 tại xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, là công ty con của tập đoàn Primer Group và là một trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước lớn nhất đang hoạt động trên địa bàn huyện. Sản phẩm chính của công ty đó là các loại gạch men lát nền ceramic được sản xuất dựa trên dây chuyền tự động với công nghệ gạch khí hóa than qua hệ thống nung bằng khí ga. Đến thời điểm hiện tại, công ty có 4 dây chuyền đang hoạt động, trong đó có 3 dây chuyền sản xuất gạch ceramic và 1 dây chuyền sản xuất gạch granite với công suất 12 triệu mét vuông sản phẩm trên một năm. Qua hơn 7 năm hoạt động, Primer Phổ Yên đã có nhiều đóng góp tích cực cho địa bàn. Năm 2013, công ty Primer Phổ Yên đã cung cấp 10,5 triệu mét vuông sản phẩm cho thị trường trong nước và một phần phục vụ xuất khẩu, đạt doanh thu 630 tỷ đồng, nộp ngân sách 19 tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 480 lao động với mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng một người trên một tháng. Đối với công ty thì sau
thì quá trình thành lập thì cũng được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, các cái sở ban ngành trong toàn tỉnh. Thì năm hai, đặc biệt là trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng và các cái thủ tục liên quan đến chính sách về việc thu hút đầu tư, thì đến tháng 4 năm 2018 thì là công ty đã bắt đầu sản xuất ra cái sản phẩm đầu tiên. Với cái nghề sản xuất của mình là cái ngành sản xuất là vật liệu xây dựng, trong đó thì cái thế mạnh chiếu là sản phẩm gạch lát nền. Thì trải qua 6 năm xây dựng và phát triển thì cái tỷ lệ tăng trưởng của các năm thì cũng dần dần cũng từ năm sau cũng đều cao hơn năm trước. Trong quá trình hoạt động thì nhìn chung các vấn đề về khó khăn thì cũng bị xảy ra, tuy nhiên rằng là những cái đó thì cũng không lớn, và cũng được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương huyện thì những cái vấn đề đó thì cũng được giải quyết kịp thời. Thời gian qua, các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng đang gặp nhiều khó khăn về đầu ra. Để tháo gỡ tình trạng này, các doanh nghiệp đã thực hiện giải pháp đồng bộ, cải tiến mẫu mã, kích thước, nâng cao chất lượng sản phẩm, tích cực tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó là lựa chọn thực hành tiết kiệm năng lượng và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, giảm sức ép lên môi trường thông qua hệ thống quản lý quốc tế về chất lượng sản phẩm như ISO, OHSAS, BSIN. Cụ thể, tập đoàn Primer trong năm 2013 đã liên doanh với tập đoàn CM Cement Group Thái Lan để tăng thị phần xuất khẩu cho các sản phẩm của các công ty trực thuộc. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình mở rộng thị trường tiêu thụ và đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, không chỉ tham gia vào các hoạt động xã hội tại địa bàn, công ty còn làm tốt công tác phúc lợi đối với người lao động, đảm bảo an toàn và quyền lợi khi tham gia sản xuất. Thì mục tiêu năm 2014 của công ty thì cũng đặt cái mục tiêu của mình tăng trưởng bình quân là 12% cho tất cả các chỉ tiêu. Và trong đó thì là về doanh thu thì sẽ phấn đấu đạt hơn 700 tỷ. Về nộp ngân sách thì phấn đấu là đạt 23 tỷ. Về bảo hiểm xã hội cũng như cái mức lương bình quân cũng phấn đấu là tăng khoảng độ 6.4 triệu. Và về sản lượng sản xuất thì tăng là 11,5 triệu mét vuông. Và đặc biệt là vấn đề về việc an toàn thì vấn đề là sẽ phấn đấu cái mục tiêu tai nạn lao động bằng không, và các vấn đề liên quan đến tuân thủ pháp luật, liên quan đến môi trường thì cũng phấn đấu được để sẽ được cải thiện dần cho cái hoạt động. Và với cái sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và đặc biệt là Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thì công ty Phú Yên cũng sẽ cố gắng phấn đấu quyết tâm để hoàn thành cái kế hoạch đề ra trong năm 2014. Tôi làm việc ở công ty cổ phần Plai Phú Yên từ năm 2007, có đến nay là cũng đã được hơn 7 năm. Tôi thấy là công ty Plai Phú Yên thì từ ngày thành lập cho đến hiện nay là cũng từng bước phát triển rất là tốt. Kể cả về cái đời sống của cán bộ công nhân viên là cũng thấy là cũng ngày một khác hơn. Kể cả như về cái môi trường làm việc cũng có rất nhiều cái thay đổi. Với sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty cũng như là ban cố vấn của tập đoàn SCG là cũng rất là chăm lo đến cái đời sống của cán bộ công nhân viên, đặc biệt là về môi trường làm việc và an toàn trong sản xuất. Và ngoài ra thì về đời sống của cán bộ công nhân viên thì cái đồng lương cũng như là ngoài cái chế độ đúng theo cái quy định của Bộ luật Lao động Việt Nam cũng như là một số cái nguồn chăm lo đến đời sống của anh em các công nhân viên là cũng rất là tốt. Thành công của Phú Yên trong thu hút đầu tư còn phải kể tới việc vận dụng linh hoạt chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Thái Nguyên vào điều kiện thực tế của huyện, cộng với nỗ lực đổi mới môi trường đầu tư và thực hiện cơ chế chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp. Cụ thể, đối với doanh nghiệp tự bỏ tiền xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào dự án thì được ngân sách nhà nước hoàn trả bằng cách khấu trừ vào tiền thuê đất trong vòng 5 năm kể từ ngày công trình đi vào hoạt động. Hỗ trợ 24% kinh phí đào tạo nghề đối với dự án lao động được đào tạo từ 50 đến 150 người, 40% kinh phí đối với dự án lao động được đào tạo từ 151 đến 300 người, hỗ trợ 50% kinh phí đối với dự án lao động được đào tạo trên 300 người. Hỗ trợ 100% tiền thuê đất trong 6 năm và 50% trong 6 năm tiếp theo đối với các dự án đầu tư mới. Cùng với việc tập trung phát triển công nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại,
dịch vụ, du lịch, Phổ Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Đối với các cái nhà đầu tư đến thăm và làm việc với tỉnh Thái Nguyên, dù là đầu tư trong nước hay là đầu tư nước ngoài, thì cũng được tỉnh Thái Nguyên quan tâm đối xử một cách bình đẳng. Chúng tôi cũng không phải là chú trọng tập trung vào doanh nghiệp FDI mà bỏ qua những cái ưu đãi, những cái thu hút các doanh nghiệp trong nước. Vì là doanh nghiệp FDI nó có sức lôi kéo và sức lan tỏa, cho nên khi mà doanh nghiệp FDI vào thì hệ thống các doanh nghiệp trong nước cũng có cái điều kiện phát triển rất là tốt. Cho nên là chính sách của tỉnh thì không có sự phân biệt. Còn về cơ chế chính sách thì theo luật. Thế còn bộ máy hành chính thì chúng tôi đang lãnh đạo bộ máy hành chính của tỉnh, từ tỉnh đến huyện đến xã. Làm sao đó có một cái tinh thần phục vụ đối với tổ chức doanh nghiệp và công dân, nó quan tâm đầy đủ theo cái quy định. Theo số liệu thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Phổ Yên, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn huyện gần 35.000 tỷ đồng, tăng gấp gần 30 lần so với cùng kỳ năm 2013. Thu ngân sách đạt 315 tỷ đồng, tăng 75% so với cả năm 2013. Với tốc độ phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây, huyện Phổ Yên đã sẵn sàng trở thành thị xã công nghiệp, là điểm sáng trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Nhờ vào những chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, Phổ Yên thu hút được nhiều nguồn đầu tư phát triển công nghiệp. Tỷ trọng công nghiệp xây dựng hiện nay đã chiếm 74% tổng sản phẩm và trở thành huyện phát triển công nghiệp mạnh nhất tỉnh Thái Nguyên. Phổ Yên đang quyết tâm tạo chuyển biến toàn diện về kinh tế xã hội, trở thành huyện công nghiệp vào năm 2015, góp phần xây dựng Thái Nguyên thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020. Với chính sách đầu tư thông thoáng và đổi mới mạnh mẽ trong cách điều hành quản lý, huyện Phổ Yên tiến tới sẽ trở thành thị xã công nghiệp, trung tâm công nghiệp, thương mại dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Tiềm năng Việt Nam tuần này trên kênh truyền hình VTC10 Nét Việt xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.